Xin chào toàn thể anh em theo dõi kênh Thợ Mộc. Hôm nay thì bên mình lên sóng cho anh em một căn nhà 3 gian bằng gỗ lim ta các bác nhé. 3 gian này thì toàn bộ cái phần mình dựng ở đây thì là đều bằng gỗ lim Thanh Hóa cũ hết. Một căn nhà nguyên bản luôn, chứ không phải là một căn nhà được lắp ghép từ những căn nhà khác, mà đây là nguyên bản đến 90%. Thì căn nhà này để mà nói qua về phần diện tích thì em thấy là ba gian của nó cũng tương đối là rộng rãi, và được cái là nhà nó khá cao. Đây là mình còn dựng trệt xuống đất, chưa có cái đá tảng các bác nhé, mà nhìn nó cũng đã tương đối là cao rồi. Thì cái chiều sâu lòng nhà và cả hiên của nó là được 6m. Chiều ngang này thì là 7m rưỡi tim cột. Mỗi gian là 2m rưỡi. Cột cái là vanh 75. Đường kính của nó cũng được khoảng 24. Và rất là thẳng, cột rất thẳng và đều. Căn nhà gồm có 4 vì. Tổng thể là 20 cây cột các bác nhé. 4 vì 20 cột. Kẻ truyền. Căn nhà thì đây các bác nhìn, những cây cột rất là đều và những cây cột đều rất là đẹp luôn. Em cũng có chụp ảnh mà toàn bộ cái lúc mà dỡ ra thì toàn bộ cái phần chân cột rất là sạch sẽ, không cây nào bị mối, bị mục gì cả. Chắc chắn chân cột là như mới luôn. Thì cái căn nhà này bác nào dựng lại 3 gian cũng được, mà dựng lại làm 3 gian 2 buồng cũng được nhé. Bên em đã cho chuẩn bị đủ gỗ cái phần bức thuận ở đây rồi. Mấy hôm nữa thì là anh em thợ đi công trình dồn công trình về thì em cũng sẽ cho lắp lên. Thì cái vách thuận này thì các bác có thể là làm thêm 2 cái gian buồng nữa. Thì mình cũng chỉ cần là hoành rui các tường thôi. Còn 3 gian giữa này của nó thì nó đủ cột. 2 gian buồng có thể. Đây là cái phần phía sau nhá. Căn nhà này thì là nó có cái phần hiên trước hiên sau là tương đối là cân nhau. Đấy. Nhà máy cân. Hiên trước hiên sau là cân nhau. Cũng cao các bác nhé. Dạ tàu là cũng được là hiện tại chưa có đá chân kê nhé. Thì đã được là 2m2 rồi. Mình có thể cái nhà như cái nhà này thì kê thêm chân đá khoảng 20 đến 25cm là vừa. Đấy, thì nó là 2m45. Đấy, một những cái căn nhà cũ mà dạ tàu 2m45 là cao lắm đấy các bác ạ. Cột cái này nó được 4m rồi. Đấy. Thẳng tắp luôn, rất là đều. Hai bên vách thuận có này. Cửa bức bàn đằng trước là cũng có đầy đủ hết này. Đây. Những cái cây xà bằng lim ta này. Bên em đánh bóng ra. Cái dàn cột này thì là nó có một cái nước sơn lót rồi. Thì bác nào không thích cái nước sơn lót này thì có thể là tẩy mộc ra. Đấy, ví dụ các bác thích chơi mộc thì cũng có thể tẩy mộc ra như cái cây cột này. Thì hoàn toàn là mộc luôn. Đấy. Còn nếu không thì có một cái nước lót vào. Bác nào ưng cái căn nhà này thì có thể qua xem trực tiếp. Bên em đang dựng sẵn tại nhà em ở Thanh Oai, Hà Nội. Đúng không nhá? Đây là cái phần hiên trước. Hiên trước của nó thì được 1m6. Bên trong lòng nhà là 4m rưỡi sử dụng từ hàng cửa đến tận cái bức tường hậu ở đằng sau. Hai bên này em sẽ lắp đầy đủ vách vào cho các bác. Đầy đủ vách thuận vào cho các bác. Căn nhà thì bộ khung này đến 90% là bằng gỗ lim ta. Nhiều bác cũng không thích cái dòng gỗ nhập khẩu thì lựa chọn những cái căn nhà cũ như này, rất là chất lượng. Đấy. Đây các bác nhìn bộ cột cái này. Đây. Cột cái rất đều và thẳng nhé. Trên này cũng đều là bằng lim cũ hết. Quay ở trong xưởng của em nó có mái che nên nó hơi tối. Thực sự là gỗ của căn này là rất là đều đấy. Thì như căn này các bác lắp dựng nhé. Hoàn thiện phần gỗ 3 gian. Thì là 800. Còn nếu như anh em làm thêm 2 cái gian buồng nữa, 2 gian buồng lồi xây và có hoành rui thì là thêm là
thành là hoành rui và cửa đi vào buồng sẽ thành 900, 920, 60 triệu một gian mới đủ tiền hoành rui. Còn nếu như các bác lại muốn làm thêm các cái bộ cửa sổ gỗ nữa thì sẽ là 10 triệu một bộ, thì tùy theo anh em làm mấy bộ. Còn phần khung gọng nhà này hoàn thiện, có cửa bức bàn này, có chân đá tảng này, hoành rui em mang đến, hai bên vách thuận đầy đủ là 800. Làm thêm hai buồng nữa, mỗi một buồng là 60 triệu nữa, thì bằng 920. Còn cửa sổ nữa thì có thể là một số cái chi phí để anh em tiện theo dõi. Căn nhà này thì gỗ rất là đều. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Em dựng sẵn căn nhà này ở Thanh Oai, Hà Nội. Anh em có thể liên hệ qua xem. Số điện thoại của em là 0963 177 806 các bác nhé. Toàn bộ là lim ta hết. Đây, những cây này là vân đẹp lắm đấy, nhưng mà cái nước lót vào đây này, cây này vân nó như kiểu là lim, chính xác là lim sâu gióng đấy.